Chào mừng các anh chị đến với podcast của Trần Quốc Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nuôi dạy con cái. Tôi có một câu chuyện của một người phụ huynh ở bên Hàn Quốc. Khi mà chị ấy tìm đến với chúng tôi đó để được gặp huấn luyện viên, để mong là tìm được cái giải pháp để nuôi dạy con tốt hơn, thì chị ấy chia sẻ là về cái tình trạng là con chị nói dối. Chị nói: thưa thầy, em cảm thấy rất là tức giận khi em phát hiện con em nó nói dối em là nó đi chơi game, mà nó nói là nó đi học, nên em tức điên lên luôn. Thì em mới quát mắng và em đã dùng những cái lời nói để chỉ trích con. Và thế là đứa trẻ nó có một cái sự tức giận và nó tạo ra cái sự mâu thuẫn với mẹ. Và từ đó tới giờ là chị không kết nối được với con nữa. Và mỗi lần nghĩ đến cậu bé là chị cảm thấy rất là tức, bởi vì chị ấy nói nó không có nghe và nó cứ hay cãi, và thậm chí là nhiều khi nó không muốn trả lời. Thì khi mà chị ấy có cái tình huống giống như vậy thì tôi hỏi một câu thôi: theo chị, tại sao con chị nó không nói thật? Tại sao con chị nó không nói thật? Thì lúc đó chị mới bắt đầu chỉ ngồi chỉ suy nghĩ. Cái lý do mà con chị nó không nói thật á, là bởi vì nếu mà nó nói thật ra, nó đi chơi game, thì điều gì sẽ diễn ra? Cái thứ nhất là chị có cho nó đi không? Cái thứ hai đó chính là chị có quát mắng không? Chị có la không? Chị có chửi không? Nếu như mà mình không cho đi, hoặc là mình quát mắng, hoặc la, mình chửi, thì cái đứa trẻ nó sẽ không bao giờ dám chia sẻ. Con mình nó nói dối là bởi vì nó không thể nào nói thiệt với mình được. Nó thiệt ra là mình bị mẹ la, bị mẹ chửi, và thậm chí là bị mẹ cấm. Và đó là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy cái bộ phim mà Nhà Bà Nữ rất là hút khách. Một phần là nó đã thể hiện rất rõ cái tâm trạng của một đứa trẻ trong một xã hội mới. Nó cần được lắng nghe, nó cần được tôn trọng. Nhưng mà bà nữ trong cái bộ phim đó đã không làm được điều đó. Bà chỉ muốn đứa con nghe mình thôi, và bà cho mình cái quyền được bắt đứa con tuân lệnh. Đứa con phải tuân lệnh bà, phải làm theo ý của bà, bởi vì bà thương mà. Bà đi làm kiếm tiền để lo cho con, để cho nó vui mà, nó tốt mà. Và cái ý nghĩa mà tốt của bà nữ trong bộ phim nó khác với cái điều mà đứa trẻ nó muốn. Bởi do đó là trong bộ phim, tại sao nó có một câu nói mà được rất nhiều người được lan truyền, là thà con thất bại trong cái giấc mơ của con còn hơn con thành công trong giấc mơ của mẹ. Có nghĩa là đứa trẻ nó không được sống theo cái điều nó muốn, mà nó phải đi phục tùng ý muốn người khác. Và tôi muốn nói cái câu chuyện này để chúng ta hình dung. Có những đứa trẻ nó không có cơ hội được nói ra cái nỗi lòng của nó, bởi vì không có người lắng nghe. Do đó nếu một người cha mẹ mà cái việc lắng nghe cũng không làm được với con, thì nó nói ra để làm gì? Mà khi mà mình không phải là cái nơi mà để con dễ dàng trong việc tâm sự, mỗi lần nó muốn tâm sự, nó muốn chia sẻ, mà cái đâu phải con lúc nào cũng là một phiên bản hoàn hảo, nên đâu phải lúc nào cũng chia sẻ cái tốt. Có những cái mà con cảm thấy nó không tốt, con có chia sẻ được không? Nếu như bạn nói rằng là con có thể chia sẻ được chứ, vậy khi mà con chia sẻ cái điểm khuyết của con, thì lúc đó người mẹ, người cha sẽ nói gì?
mình có đồng cảm không, mình có thấu hiểu, mình có đồng hành để giúp cho con có thể vượt qua được những cái khuyết điểm đó không? Hay là mình còn la thiên, hay là mình không chấp nhận được cái khuyết điểm đó. Đôi lúc mình giống như là một cầu thủ về hưu vậy đó, và thậm chí không phải là cầu thủ nữa, mình là khán giả trong một cái trận bóng. Mình thấy cầu thủ đá banh chạy xuống dưới, cái mình ngồi trên sân bóng mình nói sút đi, sút đi, sút. Trời ơi, tại sao sút như vậy? Đá phải đá như thế này nè. Mình muốn điều khiển người ta theo cái ý mình muốn, và những khi người ta không theo cái ý của mình muốn thì mình cảm thấy rất là bực. Và khi mình đứng bên ngoài mình rất là hoàn hảo, mình nghĩ là mình phải làm như thế này nó mới tốt. Nhưng mà khi mà ở trong cuộc thì nó lại khác. Nên khi đôi khi con mình nó chia sẻ một cái trải nghiệm không hoàn hảo, bạn có thật sự thấu hiểu và cho con thấy rằng là không sao đâu con? Khi tôi sang Nhật, tôi học được cái rất nhiều bài học tuyệt vời. Và người Nhật họ có một quan điểm từ trong kinh doanh với nhau cũng vậy. Họ có một tầm nhìn là 10 năm và họ chấp nhận cho người ta được quyền thất bại, được quyền sai sót. Bạn thất bại sai sót 3 lần thì cứ sai sót đi. Dĩ nhiên là những cái sai sót đó nó không phải là chính vì mình ý điều đó nên mình làm cho nó hư hết tất cả mọi thứ. Nó được cái hạn mức của sự sai sót và cái số lần của sự sai sót. Đến cái lần thứ 4 đó thì nó mới bắt đầu ngồi xuống để tìm giải pháp mới. Do đó cái việc mà đứa trẻ không hoàn hảo, đứa trẻ chưa làm tốt một điều gì đó, nó là một cái hành trình để tiến tới cái tốt. Và lý do tại sao mà anh chị thấy rằng là cái bút chì nó có cái gương. Và khi mình còn nhỏ mình dùng cái bút chì để làm gì? Bởi vì người ta quan niệm rằng một đứa trẻ khi mà nó mới bắt đầu tập viết, nó có nhiều sai và có cục gương rồi để sửa. Nên khi mình nuôi con cũng vậy, cái việc mà con sai và nó cần có người mẹ, người cha ở bên cạnh để có thể giúp cho con sửa sai và viết lại những cái nét vẽ mới. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất của cái giáo dục của chúng ta trước đây đó, là luôn luôn gắn cái hình phạt với một cái gì đó sai sót. Khi mà làm sai là phải gắn liền với một cái nỗi đau, là phải bị chửi, bị chê, bị đánh. Nên đôi lúc đứa trẻ vì nó sợ bị đánh, sợ bị chửi, sợ bị chê, nên nó tỏ ra nó rất là hoàn hảo, nó tỏ ra nó rất là ổn. Thậm chí khi mà đi học về, điểm nó không tốt, nó cũng không dám nói thật, nó luôn luôn tỏ ra là một phiên bản xuất sắc, ổn nhất. Như vậy khi mà mình sinh con mình ra mà con mình nó không thể nói cái khuyết điểm của con cho mình thì mình đã thất bại rồi. Mình thất bại là bởi vì chắc chắn con mình nó sẽ tìm một người khác để nó làm chuyện đó. Mà con người có thể nói ra được cái khuyết điểm của mình mà có cái người chịu lắng nghe và đồng cảm thì coi như trái tim của họ sẽ trao cho người đó. Nên tại sao chúng ta thấy có những đứa trẻ nó lại rời khỏi gia đình, thậm chí là chưa đến tuổi lập gia đình lại có thai, lại có gia đình sớm, là bởi vì nó đi tìm một người có thể hiểu, có thể cho phép nó được nói cái điều đó không hoàn hảo. Một đứa trẻ nó mê game là cái chuyện rất là bình thường. Bản thân người lớn mình cũng thích mà. Nhưng mà cái điều bất bình thường trong mối quan hệ của phụ huynh với con trẻ đó chính là nó không thể chia sẻ được và nó không có người lắng nghe. Mà đôi lúc khi mà mình không có phương pháp á, thì khi con mình nó muốn làm một điều gì đó mình cảm thấy không tốt, mình không biết phải khuyên sao, nên cách tốt nhất là mình cấm. Chính vì mình cấm con mình nên nó cảm thấy rất là chật chội, nó cảm thấy rất là ngột ngạt, nó cảm thấy nó đánh mất đi cái quyền được tung tăng của nó.
Và con người là một cái loài động vật thông minh, thích trải nghiệm, thích khám phá và thích thể hiện bản thân mình. Họ có đôi tai, có đôi chân, có cái miệng, có đôi mắt để có thể tung hoành được thế gian. Nhưng nếu mà nó ở trong gia đình của mình, nó bị bó buộc với tất cả những thứ đó, mặc dù nó không bị nhốt là trong căn phòng kín, nhưng những lời cấm đoán của người cha mẹ, những cái áp đặt của người cha mẹ, nó cũng giống như cái nhà tù mình giam cầm cái tâm hồn và thể xác của đứa trẻ đó. Mình không đóng cửa, nhưng mà mình cấm con mình bước ra khỏi nhà, thì nó cũng chẳng khác nào mình đang giam cầm con mình. Và đó là lý do tại sao có những đứa trẻ nó rời khỏi gia đình của nó, nó thương cha nhớ mẹ, nhớ quê hương, nhớ nhà lắm, nhưng mà về nhà ở được khoảng ngày hai ngày rồi đi, xách giỏ lại tiếp tục đi xa. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì khi nó ở nhà đó, thì nó bị kiểm soát nhiều quá, nó bị áp đặt nhiều quá, nó bị phán xét nhiều quá, mà nó bị đau nhiều quá, nên thương nhau nhưng lại không ở gần nhau. Là bởi vì khi họ ở gần nhau, họ không biết cái cách để thể hiện tình thương mà họ còn tạo ra những nỗi đau lớn. Nên một đứa trẻ mà nó không có thể chia sẻ được với mình, nó lầm lì lì, nó im lặng, nó đóng cửa phòng, thì đừng bao giờ lấy cái ngón tay nó chỉ vào nó là nói là tại con. Anh chị hãy nhớ rằng nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Mình nhìn cái trái, cái hoa, cái lá, nó héo, nó xong, nó yếu ớt, nó bị vàng, thì hãy coi cái bộ rễ, hãy coi cái đất. Mình nhìn thấy con mình không ổn, thì mình phải coi cái cách mà mình đang sống, đang tương tác. Anh chị sẽ để ý đi, nếu như mà mình mở lòng với con, mình lắng nghe con, mình đồng hành với con, rồi sau đó mình chỉ dạy con, thì nó rất dễ. Tôi nói ví dụ như đơn giản. Do đó, khi mà mình sinh con mình ra, mà khi mà con mình nó buồn, nó không muốn chia sẻ với mình, nó vô phòng, nó đóng cửa lại, thì mình biết đó là vấn đề của mình. Và nếu như mà mình nghĩ rằng đó là vấn đề của con, mà mình vẫn tiếp tục tấn công con, thì chắc chắn mình sẽ mất con. Giờ đó cái câu nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, các anh chị hãy luôn nhớ đó. Khi chúng tôi lựa chọn cái hình ảnh táo vàng, cái chữ táo đó, nó đã đi vào trong cái tâm trí không chỉ của người Á Đông, mà đặc biệt những người phương Tây, họ rất quý táo. Mà cái quả táo đó, nó có một cái hình ảnh như thế này: quả táo không rơi xa khỏi gốc táo. Có nghĩa là con cái đó, nó không có quá khác biệt cha mẹ đâu. Nên mình muốn con của mình đó, nó vui vẻ, thì mình hãy vui vẻ. Nếu mình muốn con của mình nó nói chuyện tôn trọng, thì ai sẽ làm điều đó trước? Chính bản thân người cha mẹ lại là cái tấm gương cho con, lại là cái nơi mà truyền dạy những điều tốt đẹp cho con, chứ không phải thầy cô giáo là người thay cho mình làm được việc đó đâu. Những người thầy cô ở trường có thể dạy cho con của mình những kiến thức, nhưng mà cái thái độ sống nó phụ thuộc rất lớn vào cái văn hóa của gia đình đó. Và người ta quan niệm rằng ở trong gia đình cũng giống như là một cái trường học, cũng giống như là một cái môi trường giáo dục. Đứa con là người học trò, người mẹ là cái mái trường, và người cha là thầy giáo.
Do đó mình muốn cái môi trường đó giúp cho con của mình trở thành một đứa trẻ được giáo dục tốt, thì chính cái ngôi trường nó phải sạch sẽ. Còn cái ngôi trường mà có sâu bọ, mùi hôi thối, thì cái đứa trẻ ở trong đó nó sẽ không thể nào vui vẻ được. Cũng giống như người mẹ mà cứ thường xuyên nhăn nhó con, la con, quát mắng con, tỏ ra khó chịu, cái trường đó nó có thể mới, vững chắc, nhưng mà nó có nhiều sâu bọ quá, cái màu của nó lè lẹ quá, cái màu của nó âm u quá, thì cũng giống như cái khuôn mặt của người mẹ nhăn nhó, thì cái đứa con ở đó nó cũng không thể nào thoải mái được. Rồi bố là thầy giáo, vậy cái người thầy giáo trước khi mà muốn dạy cho con làm một bài toán, bài văn, thì cần phải làm cho đứa trẻ nó thích đã. Nó không thích thầy giáo, nó không quý người thầy, thì dù thầy dạy hay cỡ nào đi chăng nữa, kiến thức cao siêu cỡ nào đi chăng nữa, thì cái người học trò nó cũng không muốn học. Ngày xưa anh chị đi học đó, anh chị có bao giờ vì mình không thích cái người thầy đó nên là mình cũng không muốn học cái môn đó không? Do đó đôi khi mình muốn làm điều tốt cho con, nhưng cái điều mà muốn làm tốt ấy, nó được bao phủ ở bên ngoài bởi một cảm giác khó chịu. Nó giống như cái quả sầu riêng đó, mặc dù ở bên trong nó thơm ngon ngọt, nhưng bên ngoài nó gai góc quá. Nên có rất nhiều người muốn ăn sầu riêng thì người ta không ăn được, mà người ta cần phải trang bị rất nhiều cái công cụ mới có thể ăn được quả sầu riêng đó. Nhưng cái đứa trẻ nó đâu có đủ cái công cụ và cái kỹ năng để nó có thể vượt qua khỏi cái gai góc đó của cha mẹ để nó có thể hưởng thụ được cái ngon. Nên một người cha mẹ thông thái đó, một người cha mẹ thông minh mà thật sự mình thương con mình, thì mình đừng có cho con mình thấy cái sự gai góc đó. Và nếu như cái sự gai góc đó mình không bỏ được, thì mình hãy lấy cái hộp sầu riêng ra trước, mình đưa cho con mình thử trước đi. Nhưng mà thật ra đâm đau quá, nó cũng không muốn ăn sầu riêng nữa đâu, nó ăn cái món khác có thể không ngon không thơm bằng sầu riêng. Nên mình đừng nghĩ là mình thương con mình nhiều thì mình được quyền la con, chê con, trách con, giống như cái vỏ sầu riêng đâm cho con đau vậy đó. Mình nói trong bạn bè mình với nhau nè, mình biết mình có cái người bạn đó, nó tốt bụng lắm, nhưng mà chơi với nó nó cọc tính, nó nói những lời thô tục, chỉ trích thô lỗ, thì bạn có dành nhiều thời gian để chơi với họ không? Mình có thể chơi, nhưng chỉ một chút nào đó thôi. Khi nào mà không có người nào chơi, mình mới chơi với người đó. Chứ có cái người mà người ta vui vẻ, người ta thoải mái, chắc chắn mình sẽ không ở bên cạnh đấy. Do đó mình nuôi con cũng giống như trong mối quan hệ, khi người ta đói bụng quá, người ta thèm ăn quá, thì người ta mới chịu đau đớn để người ta ăn cái muối sầu riêng. Còn nếu con người ta no ấm, con người ta có thể tự lực cánh sinh, thì không ai có thể chấp nhận được điều đó. Vì vậy mình nuôi con, mình nghĩ con mình là một người đói, một người phụ thuộc mình, hay là mình muốn con mình trở thành đứa trẻ tự lập, nó có cá tính và có bản lĩnh của nó. Mình muốn con mình yêu quý mình, đồng hành với mình, thì điều đầu tiên phải tôn trọng và lắng nghe con. Nếu bạn vẫn chưa làm tốt được điều này thì đó là lỗi của bạn. Mình phải đi học, mình phải đọc sách, mình phải phát triển, mình nâng tầm bản thân mình lên. Còn nếu không thì chính mình là tội đồ, là nguyên nhân trong cái nỗi đau của sự xa cách. Rồi cái sự mất mát đó có thể cả kiếp này mình trả không hết cho con, đừng nói chi đó chính là cái tội của con.
Hãy thay đổi bản thân mình trước. Nếu như mình muốn con mình trở thành một phiên bản tốt hơn, và hãy nhớ rằng quả táo không rơi xa khỏi gốc táo. Nhớ hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của Trần Quốc Phúc bạn nha. Xin chào.